Trời ơi, mẹ nghĩ là trời có hoa nè. Hoa nè ra, ôi trời đất ơi. Hoa nè đem ra đây nè. Mở hoa đây. Wow, trời ơi, chú Bình mua đậm nữa. Trời ơi, chú Bình mua đậm gì đây? Trời ơi, mua đậm hột xoàn. Ép ế chứ không, có đậm màu gì. Ồ, mua ba cái luôn hả? Wow. Ôi ơi, mua một màu trắng, một màu xanh và một màu hồng luôn. Rồi, con có con cảm ơn chú Bình. Lớn lên. Cảm ơn chú Bình. Đúng rồi, ui trời. Cái, nhưng mà chú Bình nữa, cái đầm này bự lắm. Cái đầm này là phải 5 tuổi mới mặc được. Con ở đâu ạ? Ba, đi cho đi con ba coi hả? Trời ơi, đi giờ cho chi cho ba coi nữa có được đời không? Có nghe nè, con làm đủ kem, con tự lấy khăn con chùi nè, phải không? Con làm đủ kem, phải không? Chứ ai làm? Mà ai mua con á? Ai mua con? Ai mua cho con? Con nói mẹ nghe coi ai mua. Chú gì? Lớn lên. Chú Bên. Giờ hỏi trời đây coi coi vừa không đây coi coi mẹ coi coi. Mẹ. Đây đây. Chưa từ từ đó phải. Ui chắc cái đầm này mà mặc vô đẹp lắm. Vừa. Sao con? À không có quá bự, đúng rồi mày nãy mày nhìn mày tưởng bự, tại vì chú Bình chúng nó bự, mày tưởng bự, đứng xa xa ra mày xem chồng mày coi coi, đứng xa xa ra coi coi. Trời ơi, cô thấy cái đầm này như thế nào? I can't spin. Yeah, nhưng mà cô thấy cái đầm này như thế nào? Bây giờ đưa cho ba coi đó. Rồi, con thấy cái đầm này như thế nào? What do you think about the dress? Good. It's good? Yeah. What did, how I like how does it look? Good. Look good? Cái này hả, cái này con phải xây đằng sau, cột qua đằng sau á, cái này là cột đằng sau như nè. Ui cha ơi, đẹp ghê, con có thích không? Con có thích không? Hả, nói lớn lên. Dạ con thích. Con khoanh tay lại, con ai mua con nói mẹ nghe coi. Ai mua? Chay đi. Ai mua cho con? Chú Bình, đúng rồi. À, trời, bông đúng rồi. Xăm đen eo gì, mặc cái đầm khác á hả? Trời ơi, nó giống nhau hết mà mặc cái đó. À, con thích cái màu đó hơn hả? Rồi, ok. Ờ, tự làm đi. Rồi, mở làm sao đâu. Mở coi coi. À, đúng rồi. Trời ơi, hai dê. Hai dữ ta. Đúng rồi, mở ra. Hai dê. Trời ơi, cái bờ vai chịu nặng luôn. Đầm này phải mặc mùa hè. Đợi tới mùa hè để mặc. À, con thích ba cái đầm luôn hả? Trời ơi, giỏi chưa. Con thích ba cái đầm luôn. Ủa, giờ mặc nó vô nữa hả? Ờ, con rất là thích phải không? Thôi mày để cái này từ từ đi, không có mặt giống nhau. Cái gì thứ hay hoài. À, đem vô phòng đi. Rồi đem vô phòng cất, đem cái màu trắng nữa kìa. Đem vô. Giỏi ghê. Ôi, A Trì mới vừa đi học về đây cô chú ơi. Ba Chay là mới mua cái bàn này về đó, để cho nó chơi Lego đó. Cái này đồ chơi là con bỏ được hết trong đây này Chay nè. Thấy không? A Trì, xin chào. Straight A Trì say xin chào. Audrey, say xin chào. Xin chào. 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 Cô chú. Cô chú. Cái gì vậy? You don't take that off. Yeah. What's up? I just Ba nó thích chơi cái này nè, nó cũng thích chơi luôn. Chụp cái nhỏ 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 này mà lỡ mà mất một cái lụng mệt lắm anh cô chú nghe. Không phải giỡn đâu. Yeah, you put stuff in here. Bỏ đồ vô đây nè. Put all the Lego in there. Oh, you gotta play with it. Leave it outside. Để ở ngoài đi thì mình có thể chơi với nó chứ sao con dẹp vô hết rồi. You wanna draw? You guys wanna draw? Cũng muốn vẽ không? What are you doing? I want to get the people. Oh, you want to get the people? The Lego? Nè, con Lego nè con. What's, what,
let her play with the Lego she wants. I want that. Here, you got no, but Audrey, she's putting all the Lego away. Đó thấy chưa, mới vừa qua cái là kiếm chuyện, có chuyện gây lộn nữa thấy chưa. Audrey, you don't want to play with it. Oh, Audrey, we can't lose any piece. Okay. That's okay. That is what she wants to do. I want that. That's okay, JD. Let's see what she's doing. Oh, she wants to put it away. Whoops. Yeah, she want to put it away. So she can, you guys can draw. You want to draw? Ok, vậy là cất vô đi con, cất vô đi rồi mình okay, vẽ. Put them all in here. Cất đi đi vẽ. And then we're gonna flip it. No! Don't push. Don't push. Audrey. No! Audrey, do not push her. That's not nice. Không có được đẩy chay. Ok, đây đây mày cất cho, mày cất vô cho. Thank you. Rồi, bây giờ muốn vẽ phải không? You guys wanna draw? Yeah. Rồi, ok. Rồi, để lại lấy bút chì màu nè. Đây, here, this one. Ok, rồi con lại lấy giấy đi con, lại lấy giấy đi. Ngồi xuống vô, đúng rồi, ngồi vô. Lấy giấy đằng sau lưng con á, cái giấy đằng sau lưng con kìa. Đây là lấy giấy đằng sau lưng con kìa. Chay đi, không có được vẽ xuống bàn. Cái tờ giấy đằng sau lưng con kìa, quá trời giấy kìa, con biết để chỗ nào mà con tự lấy đi con. You hear me? Con có nghe mẹ không? Đi lại lấy giấy, không có được vẽ xuống bàn. Hả? No, không phải. Daddy. You need paper. Don't draw on there. I told her to get the paper. JD, why are you drawing on the new table? Dục luôn đi, không có cho cái đấy nữa à. Dục thì dục cái bàn luôn nha, mẹ dục cái bàn nha. Con nghĩa là mẹ phải dục cái bàn thôi chứ giờ sao? Nhưng mà mẹ... cái bàn bự quá, không có bỏ vô thùng rác được hả con? Trời ơi, Ngọc nói Ngọc dục cái bàn nha, cái nó... Ngọc nói Ngọc dục cái bàn, nó nói không, cái bàn này bự quá, không có bỏ vô cái thùng rác được đâu mẹ, được đời không? Rồi, đưa cho Audrey một trái nữa, one for Audrey too. Yeah, quá trời giấy đó. Mở đây, hai đứa bay rối quá, tao rối, hai đứa bay quá đi. Rối nhất lần chay này chứ không ai. Con để cái ghế của con ngồi với cái góc này coi, chay đi, move your chair. JD, she wants to draw. Move her chair over here. She wants to draw. Kỳ ghê, hai đứa này kỳ. You don't ghê. Have to sit right next to her, JD. Yeah. Thôi con Audrey nó ngồi à, con Audrey nó ngồi ha, cái là cái bàn nó phù hợp với nó luôn ha, còn bàn này bả lùng. Ngồi. Okay, ngồi cái tới ngực luôn rồi. Chờ nha, thôi nha, đừng nha. Cái gì đó nữa. That's yours. Nè đó. Giờ về để cho dễ đi. What are you drawing? Bây giờ là JD, can you draw a quarter note? Show Audrey what a quarter note is like. Giờ con vẽ cái nốt nhạc đi, vẽ cho Audrey coi thử cái nốt nhạc vẽ làm sao. Cái đó là nốt nhạc vẽ làm sao. Vẽ nốt nhạc cho Audrey coi. Đúng rồi. Audrey, it's forte. No, cái đó không phải forte, cái đó là gọi là quarter note. Audrey doesn't care. Yeah, Audrey just Audrey không quan tâm luôn. She don't care. It's okay. You gotta let her just be her. Okay. Audrey, look. Okay, she doesn't wanna look. Audrey không muốn nhìn thì thôi con. Sit down. Oh, giờ mới nhìn chứ rảnh không? Beautiful JD. No. She said beautiful JD. Yes, yeah, she said beautiful JD. JD, say it's a quarter note. Con nói đi. Beautiful JD. Beautiful JD. Cái đó đâu có chùi được đâu con. Rồi, what are you drawing, Audrey? JD, bây giờ con vẽ cái... JD, vẽ... JD. That's not bad. That's not that bad. It's not that bad? Audrey đưa cho con Jay coi á. Con Jay nó nhìn cũng tạm ổn. Không có quá tệ đó, Audrey. Bây giờ con vẽ cho Audrey coi cái ông mặt trời đi. The sun. Can you draw a sun? Đó, đúng rồi. Vẽ ông mặt trời sao? Đúng rồi. Mặt trời vẽ mắt mũi mặt trời nữa nha. Đó, mặt trời vẽ mắt mũi nữa nha. Đó, ok, cười nó, mặt trời cười nó rồi. Show Audrey. Look, Audrey. This is the sun. This is the sun. Đẹp ghê không? I want to see a spider. Oh, you want to draw it's a spider? Yeah. Oh, it's a bitsy spider run up the water spout.
Down came the rain and washed the spider out. Right? Đúng không? Đúng không? À, Trì muốn vẽ. I don't know. I don't know. À, Trì nó muốn vẽ cái con spider là con nhện. Trời đất ơi, tôi có biết vẽ con nhện đâu, kêu tôi vẽ con nhện được đời không? Chơi đi, bây giờ con vẽ cái nhà coi. Ok. Ô, bây giờ con vẽ con spider cho Audrey coi. Ô, bây giờ con vẽ con rabbit. Audrey sao không có vẽ con vậy trời. Audrey ha, lấy cái bí quyết khác nè. This one. More color. Rồi, what you learn from school? Đi 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 học nhà trẻ anh ta cho vẽ gì rồi chỉ rồi. Hả, học nhà trẻ vẽ vậy. Audrey vẽ gì trời. House. Oh, hả? Jake's on my house. Oh, you wanna come to your house? Jake's on my house. Oh, are you drawing your house? Ma Trì nó rủ con chay cái qua nhà nó chơi không? Con trụng chay dễ gì ta? Oh. It's fire. Trời ơi, no. Cái đó là con biết cái gì không? Oh, con vẽ con spider hả? I see. Spider. Nó vẽ con nhện kìa, con chú kìa. Oh my god. Wow, Audrey, that's spider. Good job, JD. Giỏi quá. Yeah. Daddy, look. Daddy, look, daddy. Spider. Oh wow. Yeah. Giỏi. Bây giờ con vẽ cho mẹ. À, bây giờ con vẽ cho mẹ cái con rabbit, cái con rabbit vẽ sao, cái con gì đó. À, vẽ cho mẹ cái con thỏ coi. Con vẽ ai á? Spider. Ờ, con vẽ con nhện nữa hả? Con vẽ cho mẹ con thỏ có lỗ tai dài coi. Con thỏ có lỗ tai dài coi. Đúng rồi, con nhện có ba cái đa càng lận. Đúng rồi, duỗi dữ tao. Ui trời ơi, đẹp ghê cô chú coi nè nha, con nhện đẹp ghê. Vẽ cho mẹ cái con thỏ có lỗ tai dài. Oh my god, I'm not rich. Rồi, vẽ lỗ tai dài sao? Cười cười. I'm going to have one. Here you go. Here you go. I have one. Gì vậy? No, no, no. JD just wanna draw now. Rồi, bây giờ con vẽ cho mẹ con thỏ có lỗ tai dài. Vẽ thỏ có lỗ tai dài nha. Vẽ chân đó, nó đang vẽ cái chân đó cô chú. Không không, đúng không? Oh, you know, I don't want to play sure. Chị đi. Lỗ tai đâu? Lỗ tai con thỏ đâu? Lỗ tai thỏ đâu con? Lỗ tai dài đâu con? Lỗ tai dài ra. Đúng rồi. It's Baby Yoda. Ồ, con vẽ Baby Yoda hả? Daddy. Trời ơi, nó nói cái này là nó vẽ Baby Yoda. Đẹp ghê thiệt. Trời ơi, nó vẽ Baby Yoda đẹp dữ trời. Bây giờ vẽ gì nữa? Con vẽ cho mẹ chữ không, bây giờ mẹ vẽ này nha, rồi con vẽ theo mẹ nha. Bây giờ nè, đây đây cho cô chú coi nha. Bây giờ màu này phải không? Ok, bây giờ mẹ vẽ này nha. A B C D E F. Rồi, con vẽ cho mẹ đi. Con vẽ cho mẹ chữ đó coi, lật ngược lại, lật lại, lật lại. Lật lại. Rồi nhìn mẹ vẽ làm sao. Con vẽ. Vẽ cho mẹ chữ A. Vẽ cho mẹ chữ A. Chưa đúng, chưa đúng, phải vẽ. Con vẽ chữ B đi, con vẽ chữ B đi. Vẽ chữ B. Vẽ chữ B coi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi, chữ B nè. Gì vậy Audrey? JD, vẽ cho mẹ chữ F. Vẽ cho mẹ chữ F coi con. Dịnh đàng hoàng, mẹ nói lấy cái tay là dịnh sao. Đúng rồi. Rồi vẽ cho mẹ chữ Y. Vẽ cho mẹ chữ Y coi. Vẽ cho mẹ chữ Y coi, chữ Y. No, nhìn chữ Y mẹ vẽ sao. Y. Cái bàn bị cấn rồi, cái bàn bị cấn rồi. Đó, con không có được vẽ ngay chỗ đó chứ. Vẽ mẹ vẽ trên đây nè, vẽ trên đây đi. Vẽ chữ Y cho mẹ coi coi, vẽ chữ Y. Y vẽ làm sao? Đúng rồi, nhìn mẹ vẽ làm sao. Cái gì bậy không mà, nhìn mẹ vẽ làm sao vậy, y chang lại vậy coi.
con lấy cái cây viết này nè, con lấy cái này vẽ con mày mới thấy đường, chứ con lấy cái đó vẽ mày không có thấy đường. Con vẽ gì chay? Trời ơi, vẽ gì vậy? Cái đó gì vậy? Rồi bây giờ con vẽ cho mẹ chữ. Ồ, có điện thoại. Trời ơi, nó vẽ nè cô chú mà nó vẽ này vẽ baby vô giả đây. Đi đưa cho ba nó coi, vẽ giống y chang baby vô đà thiệt chứ phải đơn giản. Vẽ em bé vô đà của Star Wars nó có được đời không? Của ba đâu rồi? Yes. That's the person that you